Ok, và hai xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Thì hiện tại là mình đang ở trong phòng của mình, thì phòng của con trai cho nên là nó hơi bừa bộn chút xíu, xin lỗi anh em nhé. Thì chắc có lẽ là anh em sẽ rất là bất ngờ khi mà thấy được rằng là mình đăng video vlog ở trên kênh game của mình. Thì thật ra là bởi vì là có rất là nhiều bạn yêu cầu mình là hãy làm thêm vlog đi. Thì mình thấy là các bạn là những cái người đã ủng hộ mình rất là nhiều, mà các bạn muốn mình làm thêm vlog nữa, chẳng lẽ mình lại không làm đúng không nào? Ui, sao mà rung quá vậy? Oh my god, như anh em đang thấy đó, là mình đang sử dụng bằng điện thoại để quay vlog anh em ơi. Mà bây giờ là các bạn thấy ở cái đoạn đầu video á, là anh Mr. Vịt bảo rằng là 20 tháng 7 này là team mình sẽ offline đi chơi cùng với nhau. Và nghe nói là có cả team của anh Siro nữa. Nhưng mà mọi người đã chuẩn bị, mọi người, anh Dịch thì bỏ ra gần mười mấy triệu để mua máy quay phim các kiểu rồi, để anh Vịt có thể đi quay vlog cho các bạn xem. Mà mình thì được các bạn yêu cầu làm vlog, và mình cũng đang tính làm vlog nữa, nhưng mà mình lại không có máy quay để quay. Hiện tại mình đang quay bằng điện thoại đó nè, anh em coi nè, điện thoại, cho nên hình ảnh á, hình ảnh nó không được đẹp, và đặc biệt nó còn bị sao ta, cái màu nó không được đẹp nữa. Mà điện thoại để quay đẹp á, thì ngoài cái điện thoại mà mình đang sử dụng ra thì mình còn cái điện thoại này. Nhưng mà điện thoại này anh em nghĩ là có quay vlog được hay không? Chắc chắn là không rồi. Ok, bây giờ cho nên là mình đang nghĩ đến một ý định là chắc là sao mà đúng quá vậy? Phải không? Ok anh em ơi, mình đã suy nghĩ rồi. Mình nghĩ là mình sẽ phải bỏ tiền ra để mua một cái máy quay phim mới được. Không thể nào mà cầm cái điện thoại mà đi cả đám, người nào cũng cầm máy ảnh xịn hết mà mình. Ok, và hai xin chào tất cả mọi người. Thì nhìn nó cứ sao sao quá nhờ. Mình nghĩ là mình sẽ phải mua một chiếc máy ảnh để quay vlog mới được. Nhưng mà bây giờ thì mình lại không có tiền. Không có tiền thì làm sao mà mua ta? Mình đang nghĩ đến một trường hợp, đó chính là mình sẽ kiểm tra trong phòng của mình coi có cái gì có thể bán được, và mình sẽ đem đi bán, và mình gom lại một ít tiền, và mình sẽ có tiền để mua máy ảnh. Nhưng mà bây giờ mình lại không biết mình sẽ bán cái gì đây. Mình sẽ bán cái gì ta? Bây giờ trong phòng của mình không biết cái gì có thể bán được đây. Trong phòng của mình ngoài mình ra thì mình còn có nuôi một con chó. Con chó. Mình biết mình sẽ bán gì rồi anh em ơi. Run. Ok, mình đùa với anh em thôi, chứ Bạch Tuyết là thú cưng của mình mà làm sao mình có thể bán Bạch Tuyết được, đúng không Bạch Tuyết ơi? Trời, thương lắm luôn trời. Ok, thì mình sẽ mua cái máy ảnh này bằng cách á, là hiện tại là mình đang có tạo một cái... Ok, và đây là cái shop bình minh mà mình sắp mua cái máy ảnh nè anh em. Đây chính là cái máy ảnh Canon G7X2 đó. Đây là hàng nhập khẩu nha anh em. Đó, thì bây giờ mình sẽ đặt mua nha. Thì giá của nó là 11 triệu. Thì mua thêm những cái phụ kiện cho nó nữa chắc cũng phải lên được khoảng 14-15 triệu gì đó. Mình sẽ mua thêm những cái gậy để gắn nó lên nè. Rồi mua thêm những cái thẻ nhớ, những cái cục pin thật là xịn cho nó nữa. Ok, giờ chúng ta sẽ bấm mua hàng nha. Ủa, tính ra tôi chưa đặt mua luôn á. Sao có hàng nhanh vậy? Chưa đặt mà. Ok anh em ơi, thì mình đã nhận được gói hàng của mình từ đây. Thì đây chính là chiếc máy ảnh của mình nè anh em. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bóc nó ra để coi bên trong cái máy ảnh nó đẹp như thế nào nha anh em. Ok, trợ lý cho mượn con dao. Ok, khui hàng thôi. Cái gì vậy ba? Tính là dao để khui hộp hàng của bé tí tẹo mà. Ok, có dao nè anh em. Bây giờ chúng ta sẽ mở thử nha. Mở chỗ nào cho nó đừng có đụng chúng cái máy ảnh, coi lỡ đâm chúng máy ảnh hư máy ảnh luôn sao trời. Ok, sẽ gọt chỗ này ra. Ok rồi, chúng ta bóc ra nào. Trời ơi, đây là lần đầu tiên mà mình có thể khui một cái hộp hàng mà có thể nói là đắt tiền đến như vậy luôn anh em. Cái hộp hàng là cái hộp hàng đắt tiền nhất từ trước giờ mình khui luôn á. Đã quá à. Có hôm nay có một cái tờ giấy giao hàng nè anh em. Vứt. Mình chỉ cần cái hộp này thôi. Ôi, có còn lọt nữa hả? Gì nhiều vậy? Ok, khui đó nè. Ok,
háo hức của anh em ơi. Cha da, mở bên trong ra, anh em thấy gì chưa? Anh em thấy gì chưa? Chưa thấy gì hết. Anh em thấy gì chưa? Trời ơi, wow, quá trời mút luôn. Đậu phộng sao mút không vậy? Ok, để mình lấy ra đã. Anh em thấy gì chưa? Wow, đây là một cái túi để chúng ta đựng máy ảnh nè anh em. Đây, còn đây là một cái tay để chúng ta gắn cái máy ảnh lên, chúng ta cầm trên tay cho chắc ăn anh em. Đó, còn đây chính là một cái thẻ nhớ. Chúng ta cần một cái thẻ nhớ để chúng ta có thể quay được nhiều hơn anh em. Đó, và đây là cái bill đơn hàng nè, không cần quá thiết lắm. Ở đây mình còn mua thêm một cục pin để dự trữ, lỡ mà nó hết pin chúng ta sẽ có thêm pin để chúng ta xài. Và ở đây lại thêm một cái thẻ nhớ nữa anh em ơi. Vậy là hai cái thẻ nhớ, ok, ngon luôn. Và đây, nhân vật chính của chúng ta hôm nay, chiếc máy ảnh Canon G7X2. Wow, đây là chiếc máy ảnh nè anh em. Ok, cái này hình như là miếng dán máy ảnh. Còn cái thùng này vứt. Ok, đây là chiếc máy ảnh nè anh em. Ok, bây giờ chúng ta sẽ mở nó ra để xem có chiếc máy ảnh nó đẹp như thế nào nha anh em. Để mình thử coi. Bên đây có chỗ khui rồi mấy bạn. Tiền tôi mở cái chỗ không cần khui. Ok. Wow, anh em thấy gì chưa? Lại là giấy nữa, đạo phộng đó. Sao mà không thức quá vậy? Một cái quyển sách hướng dẫn cách sử dụng nè. Một miếng giấy, một cọng dây sạc thì phải. Ủa, rồi cái máy ảnh tôi đâu? Đùa với anh em một tí thôi, chứ thật ra đây chính là cái máy ảnh nè anh em. Đó, thì bởi vì là mình không hề nhận ra là bởi vì cái máy ảnh này nó khá là nhỏ anh em ơi. Tuy là nó nhỏ vậy thôi chứ nó quay cực kỳ đẹp luôn nha. Wow, anh em nhìn này, đẹp quá. Nhìn này. Wow, để mình coi mở lên như thế nào nha. Tại vì mình mới vừa xài máy ảnh á cho nên mình cũng không biết cách mở. Ủa, có lắp pin chưa ta? Lắp pin chỗ nào nhỉ? Ok anh em ơi, thì mình đã tìm hiểu rồi đây. Thì mình đã lắp được cục pin vào bên trong rồi. Và anh em nhìn này, anh em nhìn nha. Đó, đây là chiếc máy ảnh của mình nè. Bây giờ chúng ta cần bấm cái nút khởi động. Tít. Ôi, anh em thấy xịn sò chưa? Nè, tắt nè. Ôi, xịn nha. Thôi, mình nói thật với anh em luôn á, đây là lần đầu tiên mình cầm trên tay một chiếc máy ảnh do chính tiền của mình tự kiếm được và mình mua. Nói chung là mình đang rất là hạnh phúc khi mà mình đã có thể làm YouTube và mình có thể kiếm được tiền và để có thể mua được một chiếc máy ảnh như thế này. Mình cực kỳ vui luôn và mình nghĩ là sắp tới mình sẽ có thể làm những cái video vlog để quay cho anh em xem. Thì mình rất là cảm ơn những cái bạn từ trước đến giờ đã theo dõi kênh YouTube của mình, đã đăng ký kênh YouTube của mình và xem video của mình để có thể ủng hộ cho mình để mình có thể có được cái kênh YouTube Phong Cận TV như bây giờ. Mình rất là cảm ơn hơn 500.000 bạn đã đăng ký ủng hộ kênh Phong Cận TV của mình. Và mình rất là vui, rất là vui luôn. Và mình đã có máy ảnh để có thể quay vlog cho các bạn xem ở đây. Thì rất là mong anh em sẽ ủng hộ những cái video vlog sắp tới mà mình sẽ làm. Thì đừng quên là đăng ký kênh. Những bạn nào chưa đăng ký kênh Phong Cận TV hãy đăng ký ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Nói chung là kênh Phong Cận TV là không thể nào mà do một công sức của mình gây dựng ra được, mà phải là nhờ vào sự ủng hộ của tất cả các bạn đã ủng hộ mình để mình có thể tạo lên được cái kênh Phong Cận TV. Mình thành thật cảm ơn các bạn rất là nhiều. Yêu các bạn vãi nồi luôn. Tạm biệt các bạn. Và mình nghĩ là mình đã có máy ảnh thì mình sẽ ra thật là nhiều clip vlog cho các bạn xem nha. Ok, bye bye. Shop Phong Cận TV.com, shop bán nick, dịch vụ thẻ cao. Ai muốn mua nick thì nhào vào mua ngay.